chơi cao nhất trên hàng công sẽ là Việt Thắng và Hải Anh. Trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Bà Rịa Vũng Tàu trong trang phục áo xanh trắng. Đây là Võ Hoàng Quang, một hậu vệ biên kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, một người đã cống hiến rất nhiều năm và thành tích cho SHB Đà Nẵng. Thì họ đã từng thi đấu với nhau 3 trận đấu giao hữu. Nguy hiểm, không vào. Như vậy Đà Nẵng hoàn thắng mở tỷ số cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha phối hợp tình huống cố định tuyệt vời, lại có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Một tình huống phối hợp bài bản, bóng được treo ra phía sau và Ngọc Hùng đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, đánh đầu bật đất hiểm hóc, hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã không thể có được sự phản xạ cũng như là bất cứ một sự can thiệp nào trong pha bóng rất bất ngờ này của bóng đá Sài Gòn. Phạm Văn Thành rất nhanh, Ngô Hoàng Thịnh. Đó là một tình huống mà có vẻ như là bóng đã đi hết đường biên ngang. Chúng ta cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Văn Giang. Nguy hiểm, 2-0, 2-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu. Vẫn là một tình huống cố định, vẫn là Văn Giang treo bóng, nhưng lần này là một kịch bản khác, một pha băng cắt rất hay của các cầu thủ chủ nhà. Có vẻ những người ghi bàn là Hải Anh. Hải Anh là một cầu thủ có khả năng không chiến tuyệt vời. Không rõ là Hải Anh hay Bùi Văn Đức. Rất bất ngờ với những gì đã diễn ra. Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi rất tốt trong vòng hơn 10 phút vừa qua. Việt Thắng, Hải Anh, không được. Rất tiếc là một trung vệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp trích nhẹ trái bóng để Hải Anh không thể đệm lòng thành công trong pha tấn công vừa rồi. Suýt nữa thì tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng tấn công rất bài bản của các cầu thủ áo xanh. Việt Thắng đã không phải, đó là Ngọc Hùng, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số, đột phá rất nhanh ở phía cánh trái. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi người đầu tiên. Người được đưa vào sân trước không phải là Công Phượng mà là Phi Sơn. Hoàng Thịnh, Văn Thuận, bóng không đến được chỗ của Văn Thành. Phi Sơn rất tự tin, không vào. Tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh và đó thuộc về Phi Sơn, cầu thủ mới vào sân. Một pha khống chế và xử lý bóng có ý đồ rõ ràng. Số 10 cố gắng đưa trái bóng về phía góc xa nhưng cú ra chân của anh chưa đủ độ xoáy. Phi Sơn, Sầm Đức, pha bật tường khá nhịp nhàng. Nguy hiểm, không vào. Rất tiếc là Xuân Nam đã dứt điểm không thành công trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng có thể nói là phối hợp ấn tượng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh với những pha bật nhà liên tục ở khu vực trung lộ. Rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Xuân Nam thì bóng đã bật một cầu thủ phòng ngự bên phía Bà Rịa Vũng Tàu và làm đổi hướng. Và 4-3 tương đối lạ lẫm, và có lẽ đó cũng là một lý do khiến cho đội bóng của thành phố mang tên Bác đã thi đấu không thực sự ấn tượng trong 45 phút đầu tiên. Và ngay lập tức huấn luyện viên Trung Hoa Song đã phải có những sự điều chỉnh. Phi Sơn đã được đưa vào sân từ hiệp 1 và bây giờ bắt đầu hiệp 2. Những cái tên khác như Công Phượng và Huy Toàn tiếp tục được đưa vào để bổ sung cho đội bóng áo đỏ. Bây giờ là phản công. Rất hay. Nguy hiểm, không vào. Một chút chần chờ của Hữu Tuấn và ngay lập tức các cầu thủ tấn công của Bà Rịa Vũng Tàu đã áp sát và suýt nữa thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Người vừa có pha tăng tốc và bứt phá là Việt Thắng. Nếu như Việt Thắng đệm lòng chính xác và bóng đi về hướng khung thành. Sau trận thua Bà Rịa Vũng Tàu 2-1 ở trận đấu mở màn của quốc gia, chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn đã phải thốt lên rằng
Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch cúp quốc gia năm nay. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng và người ghi bàn là Công Vượng. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Công Vượng và Thành phố Hồ Chí Minh ở một thời điểm mà như tôi đã nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Và Công Vượng đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để nhận quả tạt bóng chính xác của Huy Toàn. Đây là bàn thắng thứ tư của Công Vượng ở mùa giải này. Ba bàn thắng trước đó đều được ghi ở V-League. Công Phượng và Phi Sơn. Phi Sơn tạt bóng nguy hiểm, không vào. Rất tiếc cho pha đánh đầu của Huy Toàn. Và Huy Toàn cũng đã tỏ ra rất nuối tiếc với pha dứt điểm vừa rồi. Một pha phối hợp tốt của Công Phượng, của Phi Sơn. Pha tạt bóng hoàn hảo của số 10. Rất tiếc là Huy Toàn đã không đánh trúng tâm bóng cho pha bóng vừa rồi. Công Phượng, Huy Toàn, không vào. Pha dứt điểm quyết đoán của Huy Toàn, bóng cắt ngang mặt không thành của thủ môn Thanh Tuấn. Pha dứt điểm sở trường bằng chân trái của Huy Toàn, không cần nhiều đà. Số 16 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tung ra một pha dứt điểm rất nguy hiểm. Bóng cắt ngang khung thành và chạy cột dọc trong gang tấc. Không vào, bóng đi trúng cột dọc. Những quả phạt góc của Công Phượng luôn luôn rất khó chịu, có độ xoáy và lực bóng đi khá căng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Rất tiếc. Nguy hiểm. Thanh Tuấn vừa phải đấm bóng. Vẫn là Thanh Tuấn với hai pha đấm bóng liên tục, nhưng sức ép vẫn chưa qua. Công Phượng, nguy hiểm. Huy Toàn, hai đều. Những sức ép liên tục của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng cân bằng tỷ số của Huy Toàn. Thanh Tuấn đã phải hai lần dồn hết người để đấm được trái bóng, nhưng các cầu thủ phòng ngự của Bà Rịa Vũng Tàu cũng không thể cản phá được trái bóng đi quá xa. Để sau đó, những sức ép liên tục của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên cơ hội để Huy Toàn dứt điểm cận thành. Tình huống treo bóng rất khó chịu của Văn Thuận, và cùng với đó là nỗ lực của Công Vượng để đưa được trái bóng đến vị trí của Huy Toàn. Đúng là những sức ép liên tục của đội khách đã khiến cho hàng phòng ngự Bà Rịa Vũng Tàu không thể đứng vững. Công Phượng đã rất khéo léo và nỗ lực để đưa được trái bóng vào phía trong. Và từ một pha phá bóng không dứt khoát của đội chủ nhà thì bóng đã đến chân Huy Toàn ở một vị trí vô cùng khả năng xuất sắc của Bùi Tiến Dũng trên chấm đá penalty. Để xem một lần nữa Bùi Tiến Dũng có thể tỏa sáng được chấm đá 11m hay không. Nhưng bây giờ vẫn đang là những nỗ lực của Công Phượng và một cơ hội rất lớn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh khi họ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở một cự ly khá gần với khung thành của Thanh Tuấn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại nỗ lực của Công Vượng và khả năng giữ thăng bằng rất tốt của cầu thủ này. Huy Toàn, không được. Vào! Người đã ấn tỷ số là Đỗ Văn Thuận từ một cú đá vôi. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có một màn lội ngược dòng hoàn hảo, từ một đội bóng bị vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau khoảng thời gian bóng lăn là 10 phút, họ đã lội ngược dòng thành công. Cú đá hiểm hóc của Huy Toàn buộc Thanh Tuấn phải đẩy bóng ra, và ở một tư thế thuận lợi, Đỗ Văn Thuận đã vẩy bóng ngoài hiểm hóc hạ gục Thanh Tuấn và mang lại bàn thắng thứ 3 cho câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách có được chiến thắng ngoạn mục ở trận đấu ngày hôm nay. Một cuộc đấu mà cả hai đội đều đã thi đấu rất hay theo từng thời điểm. Vào sân từ băng ghế dự bị như Phi Sơn, như Công Phượng, như Huy Toàn đã thay nhau tỏa sáng và mang lại những bàn thắng quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì trận đấu đã kết thúc và phần thắng thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội quân của Huấn luyện viên Chu Huy Song đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, từ một đội bóng bị dẫn trước 0-2 và gần như là không có cơ hội nào ở hiệp đấu đầu tiên.